Thưa quý vị, chỉ tiêu kết nạp đảng luôn là một trong những chỉ tiêu nhiệm kỳ quan trọng được các cấp bộ đoàn từ thành phố đến cơ sở quan tâm. Bởi đây không chỉ là chỉ tiêu đánh dấu bước phấn đấu sự trưởng thành của đoàn viên thanh niên về nhận thức, tư tưởng, hành động, mà còn là sự cụ thể hóa vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia xây dựng đảng. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phát triển đảng viên trẻ trong thanh niên tại Đà Nẵng vẫn còn nhiều khó khăn. Theo thống kê của Thành đoàn Đà Nẵng giai đoạn 2017-2022, tổ chức đoàn tại địa phương phấn đấu giới thiệu ít nhất 12.000 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng đạt trên 65% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2017-2022 kết thúc, con số này vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Nhiều nguyên nhân đã được tổ chức đoàn tại địa phương chỉ ra và nghiêm túc nhìn nhận. Số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng trong toàn đoàn thì hiện nay vẫn còn rất là hạn chế. Nó có nhiều cái nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Thì nguyên nhân về khách quan là hiện nay là các cái tiêu chí về kết nạp đảng viên mới, đặc biệt là trong cái đoàn viên là học sinh, thì có nhiều cái tiêu chí rất là khó để các bạn đáp ứng được. Ngoài ra thì các bạn đoàn viên thanh niên ở các khu vực khu dân cư thì đi làm ăn xa, cũng không có sinh hoạt tại các cái chi bộ cũng như các cái tổ dân phố, do đó cũng không phát triển được cái nguồn đảng viên từ đây. Bên cạnh đó thì cái nguyên nhân chủ quan thì hiện nay cũng có một số bộ phận thanh niên là cũng sống thiếu lý tưởng, rồi là vi phạm pháp luật, do đó thì có ảnh hưởng nhất định đến các cái tư tưởng về chính trị, về đạo đức, về lối sống trong đoàn viên thanh niên. Có thể nói trong bối cảnh hiện nay, trước sự tác động của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, một bộ phận thanh niên có biểu hiện nhạt đoàn, nhạt lý tưởng cách mạng. Vì vậy, hơn lúc nào hết, đảng cần có sự quan tâm sâu sắc hơn nữa đối với công tác thanh niên, cũng như cần phát huy tính gương mẫu tiên phong của các thế hệ đảng viên để định hướng tạo động lực cho thanh niên chủ động học tập, rèn luyện, cống hiến và có khát vọng được trở thành người đảng viên. Nhân dân là tin đảng hay không là nhìn vào đảng viên trực tiếp tiếp xúc với họ hàng ngày. Do đó là những người đảng viên ở từng địa bàn dân cư là phải phát huy cái tính nêu gương của mình trong mọi lĩnh vực, trước hết là thực hiện cho được là cái người công dân kiểu mẫu, rồi người đảng viên gương mẫu, để làm thế nào để lôi cuốn các quần chúng để tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương. Qua đó là hướng dẫn thanh niên có cái ý chí phấn đấu, để có cái lý tưởng cộng sản để mà phấn đấu trở thành người cộng sản của đảng. Bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp là một sứ mệnh thiêng liêng và cũng đầy trọng trách mà đảng dành cho đoàn. Vì vậy, bên cạnh làm tốt công tác tạo nguồn, tổ chức đoàn thanh niên các cấp vẫn rất cần làm tốt vai trò của mình trong toàn quy trình từ khâu phát hiện, đào tạo, rèn luyện, giới thiệu đến quan tâm giáo dục sau khi kết nạp, để họ trở thành đảng viên gương mẫu, xung kích, đi đầu trên mọi mặt trận, góp phần nâng cao sức mạnh, sức chiến đấu của đảng trong bối cảnh hiện nay.